Chị Thông Nguyễn và cho tất cả các em, hôm nay chị sẽ giới thiệu với các em một set hàng tại Thông Nguyễn Family Shop mà chị tin rằng các em đang rất là hóng đợi. Đó chính là set hạt nở nguyện ước. Wow. Đây, một set đồ của chúng ta sau khi đóng gói thì sẽ có hình dạng như thế này. Chúng ta hãy cùng khám phá xem bên trong đây có những gì nhá. Anh thấy là nó khá là to ấy. To chứ. Hơi bị cồng kềnh. Tại vì bật mí với các em, một set như thế này sẽ làm được hẳn 2 lọ nguyện ước. 2 lọ luôn? Đúng vậy, một lọ cho chính bản thân mình, còn một lọ thì để tặng cho người thân. Wow. Hay đấy, hay đấy. Còn nếu mà các em đi ra trung tâm thương mại chơi ấy, thì cùng lắm là 100 bao nhiêu? 150.000. 150.000 thì chỉ làm được một lọ nguyện ước thôi. Nhưng mà còn một điều này nữa, đó chính là không phải bạn nào cũng có thể ra trung tâm thương mại chơi. Có nhiều bạn ở quê không có trung tâm thương mại đó anh Tiểu Thúi. Đúng rồi, thế là chị Thơ mở cái set này ra để bán cho những cái bạn ở xa đúng không? Đúng thế. Bạn mà không có điều kiện đến trung tâm thương mại để chơi trò này cũng khá là hợp lý. Bên trong đây thì chúng ta sẽ có các set nguyên liệu sau. Sao lại có muỗng đũa này, đồ ăn à? Không phải đồ ăn đâu, là để làm anh Tiểu Thúi, từ từ để em giới thiệu cho xem. Khá là nhiều đồ đấy. Ở đây thì chúng ta có một bạn Doraemon. Còn bạn này là bạn mèo, nhưng mà mèo gì thì em cũng không biết. Nhưng mà đây là chai nhựa mà, có phải là chai thủy tinh đâu. Thì tất nhiên là em phải sử dụng chai nhựa rồi, bởi vì có rất là nhiều bạn nhỏ fan của em á, thành viên kênh Thơ Nguyễn, là các bạn quá nhỏ. Nếu mà chơi bằng chai thủy tinh thì sẽ dễ bị vỡ đấy. Đúng rồi, mình phải đảm bảo cái yếu tố an toàn đúng không? Đúng thế. Bên trong này thì gồm có hẳn 10 túi hạt nở luôn. Tha hồ các em lựa màu để làm, và thêm 10 cái charm nữa. Thích vậy. Hình như là ở chỗ kia chị Thơ chỉ được lựa ở đâu đấy 5 cái đúng không? Không phải, được lựa thoải mái hẳn nở cho nó đầy cái hộp, chứ không phải là được... Không, ở chỗ kia người ta chỉ cho chọn 5 cái charm thôi. 5 cái charm thì ở đây có 10 cái charm, bởi vì chúng ta có 2 cái lọ hẳn mà anh Tiểu Thúi. Đúng rồi ha. Đó. Chị Thơ chơi sộp ghê. Thế thì cái bộ này chị Thơ bán bao nhiêu tiền? Em bán với giá là 120.000 thôi. 120.000 mà làm được 2 bộ lận. Đúng thế, để ai cũng có thể mua về chơi. Xịn vậy. Mà anh thấy mấy cái lọ này của chị Thơ cũng đẹp nữa này. Đấy, đẹp em thấy chưa? Thậm chí nó còn có nhiều hình thù khác nhau. Không chỉ có 2 hình này đâu anh Tiểu Thúi à. Thế cơ? Dạ, có nhiều hình thù khác nữa. Cho anh xem kỹ cái Doraemon này đi. Nếu như mà bạn nào muốn mua cái set này thì các em có thể bấm vào đường link bên dưới để mua nhá. Đấy. Hiện tại là shop đã có bán rồi hả? Bán rồi, và bạn nào muốn xem thêm mẫu mã của những cái này thì cũng lên đường link đấy để có thể xem được mẫu mã luôn đó. Đấy, các em thấy hạt nở chất lượng chưa? Hơi bị nhiều luôn đấy. Ghê vậy, chị Thơ còn dán mấy cái sticker vào này trang trí cho đẹp đấy, chị Thơ điệu quá. Phải dễ thương như thế này chứ. Hộp nguyện ước nó rất là dễ thương, cho nên là những cái hạt nở này cũng được gói cực kỳ dễ thương, gói 2 lớp luôn đó anh Tiểu Thúi. Charm cũng rất là đẹp nè. Charm xinh ơi là xinh, to ơi là to luôn đó. Thế còn mấy cái này để ăn à? Cái này là những cái hộp để ngâm hạt nở. Hộp để ngâm hạt nở? Nếu như mà chúng ta lấy bát của bố mẹ để ngâm thì nhiều khi sẽ bị lai. Thế là ngâm vào những cái này, thậm chí nó còn có cả nắp nữa. Nếu như mà ngâm xong mà chơi không hết hạt nở thì đậy nắp lại. Tiện đấy, tiện đấy. Rất là tiện luôn. Nhưng mà hạt nở để ngâm có đầy được hũ không? Không, không đầy được hũ đâu. Chút xíu nữa em sẽ ngâm 2 túi này mới đầy được hũ. Nhưng mà 5 túi này thì sẽ đầy được 1 em. 5 túi là đầy được 1 em? Dạ, nên vậy là 10 túi là... đầy được 2 em. Okay. Thậm chí còn dư luôn đấy. Bây giờ thì chị sẽ đi ngâm hạt nở. Công việc này chắc hẳn là ai cũng biết rồi đúng không? Đổ hạt nở vào đây. Rồi đổ nước vào. Nhưng mà phải chờ đợi thêm 4 tiếng nữa. Đây, sau khi ngâm thì nó sẽ trông như thế này đây. Hạt nở của chị Thơ có vẻ là cũng chất lượng đấy. Màu sắc rất là đẹp luôn đúng không các em? Cái viên màu đen này thì giống như kiểu là ngọc trai đen này. Không, anh thấy nó giống kiểu hạt trân châu hơn. Hạt trân châu sao mà được đen bóng và đẹp như thế này? Lại còn có hạt trong suốt nữa này. Giống các như em thấy chưa? Hạt thủy tinh á. Wow. Nhưng mà những hạt nở này không thể nào ăn được đâu nhá các em đừng ăn nhá. Có hạt màu trắng đục này, xong rồi lại còn có hạt trong suốt. Hạt trong suốt này đẹp hơn nhiều. Có tổng cộng 10 màu đó anh Tiểu Thúi. Xịn thế nhỉ? Xịn lắm. Màu hồng này anh thấy cũng rất là đẹp này. Khi nó nở ra thì chúng ta có thể chơi được rồi. Nở ra và bóp được như thế này này là chơi được. Giờ thì chị sẽ giới thiệu với các em công dụng của cái set này. Bên trong đây thì nó gồm có thìa, đũa, túi vắt và cả túi zip nữa. Muỗng đũa như kiểu là chuẩn bị đi ăn ấy. Không phải, chỉ là đồ để chúng ta có thể
có thể làm thôi. Đầu tiên thì em sẽ làm với cái em này nha anh Tiểu Thúi. Đầu tiên làm em mèo trước đúng không? Em mèo thì em muốn em mèo có màu đỏ, cho nên em sẽ lấy màu đỏ cho vào túi zip. Anh tưởng là mình sẽ phải bỏ vào một cái gì chày cối để giã chứ. Cái đó lần trước khi mà em chơi ở ngoài kia, em thấy sau khi cho vào trong cối với chày thì nó rất là dễ bị văng ra nhà. Đúng rồi, chày cối thực ra là khó làm hơn đấy đúng không? Cho vào trong túi zip như thế này và bóp. Bóp à? Dạ. Có dễ làm không vậy? Dễ chứ. Hạt nở càng ngâm lâu á thì càng dễ bóp. Nhưng mà làm thế thì chậm quá. Thì làm này nó cũng vui mà giống như kiểu là cái đồ bóp ít á anh Tiểu Thúi. Có cách nào nhanh hơn? Nghiền đây này, luôn hả? Nghiền nó như thế này này, nhanh lắm. Thì chúng ta lấy một cái nắp hoặc là lấy nguyên cả cái chai này để nghiền nó cũng được. Có khi nào nghiền dữ dội quá nó bị rách cái túi không nhỉ thơ? Chị cho hẳn 10 cái túi để các em có thể thay phiên nhau làm luôn đó em ạ. 10 cái luôn? Đúng thế. Thôi chơi sộp quá vậy. Mặc dù là cái túi này cũng rất là khó để rách. Nhưng mà cách này thì anh nghĩ là chắc là cũng là một cái cách đơn giản rồi đấy đúng không? Đúng. Tại rồi. Vì nếu mà bỏ vào chày vào cối như người ta ấy thì còn khó hơn bởi vì nó trơn, nó dễ bị ấy. Sau đó chúng ta cũng có thể bóp kiểu này nữa đây. Hay là chị Thơ tặng mọi người cái máy nghiền hạt nở đi. Làm gì có tiền, cái máy nghiền đấy mấy trăm nghìn đó. Đúng rồi, cái set này có 120.000 thì làm sao mà đòi hỏi được đúng không? Đó, cho vào bóp như thế này cũng được này. Ừ. Bóp thì nó trượt lên trượt xuống chứ làm sao nhưng mà được. Đã tay lắm nha anh Tiểu Thúi nha. Kiểu đâu nó anh bóp lên mà. Đấy, đã lắm. Anh Tiểu Thúi đừng vã để em vã. Đó, các em thấy cái set này thú vị chưa? Ồ, cũng nhanh mà. Thì nhanh mà, cái này còn nhanh hơn cả giã đó anh Tiểu Thúi. Mà nó không có bị bẩn ra nhà nữa và ba mẹ cũng sẽ không la. Nhưng mà có tốn sức không chị Thơ? Không. Nãy giờ thấy chị Thơ loay hoay là cũng hơi bị cực khổ ấy. Em thấy thế này vui lắm á, giống như kiểu chơi cái trò pop it á. Thế bóp bóp như thế này này, rất là giải trí, xả stress. Xong rồi tiếp theo làm sao mà đổ vào bên trong được chị Thơ? Có cách luôn. Đây, Tiểu Thúi nhìn thấy chưa? Ở trong đây thì đã có sẵn một cái túi vắt kem. Chúng ta chỉ cần múc cái này bỏ vào túi vắt kem, sau đó vắt vào trong chai là được. Hay đấy. Hay chứ sao không? Sáng tạo ghê. Thế tại sao không múc xong rồi đổ ở đây luôn? Tại vì như vậy nó sẽ vướng ở cái thành này nè, nó sẽ không đẹp. Nó sẽ bị rơi rớt ở đâu đấy quanh đây đúng không? Đúng thế. Đúng rồi. Như vậy thì không được đẹp. Vậy là chúng ta sẽ dùng cái muỗng đúng mà thế. Chị Thơ cho sẵn để múc hạt nở vào trong đây. Em đã cho sẵn 2 cái muỗng luôn đó. Và nhiều cái túi zip cũng như là nhiều cái túi bóp như thế này. Đây, sau đó các em lấy cái kéo cắt nó ở khúc này này. Để cho nó vào bên trong. Rồi bóp. Như kiểu là đi Trời ơi anh Tiểu Thúi, nhiều khi nói mấy cái câu vô duyên đẹp như thế này thì anh liên tưởng đến có ai ị mà ra cái màu hồng xinh đẹp như thế này không? Đẹp đấy, được đấy. Được chứ sao không được, mà nó còn không bị nhem nhút ra bên ngoài. Nhưng mà sau đấy thì mình bỏ nước vào kiểu gì thôi? Thì lấy cái ca bỏ nước vào thôi. Đây, chị cho hẳn 5 cái hộp nhựa tha hồ mà đựng nước luôn. Nước thì nhà ai cũng có rồi đúng không? Chúng ta có thể đựng và múc vào như thế này. Hợp lý. Ủa. Hình như là bỏ nước vào cái màu của nó đậm hơn đấy chị Thơ. Thì sẽ đậm hơn chứ anh Tiểu Thúi, nhìn nó sẽ đẹp và bóng hơn. Ảo thật. Công nhận là chị Thơ sáng tạo ghê. Chị Thơ đã khắc phục được những cái điểm yếu của mà cái bộ đồ chơi hôm trước chị Thơ đi chơi ấy đúng không? Đúng thế. Cái thứ nhất là cái việc giã đấy rất là bắn ra nhà. Bất tiện. Đúng. Bất tiện cầu kỳ. Chỉ được cái mã thôi, đẹp thôi. Sau đó là lúc cho vào thì cũng rất là khó khăn. Đúng vậy. Nhưng mà chị Thơ đã đấy sử dụng cái phễu này chị thành cái phễu chế luôn. Luôn. Quá xịn. Anh Tiểu Thúi có biết cái đũa này để làm gì không? Để ăn cơm ấy làm gì? Không phải, cái đũa này là để gắp cái cham. Gắp cái cham? Trong này nè. Hay vậy. Thay vì dùng cái nhíp thì chị Thơ đã dùng đến cái đũa. Đúng thế, em sẽ gắp một cái kem thả vào trong đây. Giống như kiểu là kem dưa hấu vậy á. Để xem là chị Thơ sẽ làm như thế nào đây. Cái bình này này, nó sẽ hơi có bị bự một tí xíu. Nên là nó tuột ra mất rồi. Đúng rồi, nên là cái đũa của em á, nó sẽ kiểu là hơi ngắn. Không biết cho màu trắng vào thì nó có đẹp không đây.
bệt. Có mấy cái hạt á mà chị chưa có bóp được hết á, thế là nó kêu bột. Nó kêu bệt chứ. Nó ô nhiên, anh Tiểu Thư ô nhiên lắm á. Nhưng mà cũng không có cần phải bóp hết đâu các em à. Chị thấy cái chai này cũng đẹp không kém gì chai thủy tinh đâu. Mà nó lại còn an toàn đúng không chị Thơ? Đúng thế. Chai thủy tinh nếu mà không may sơ sẩy làm rơi rớt cái là nó sẽ văng đầy khắp nhà và khi mà chúng ta nhẫm phải sẽ bị sứt chân sứt tay mất. Nó không phù hợp với các bạn nhỏ để các bạn nhỏ chơi. Nhưng mà anh nghĩ là để khoảng một ngày thì nó sẽ trong vắt lại thôi mà. Tất nhiên rồi, để một ngày thì nó sẽ trong hơn. Tiếp theo là màu này, màu xanh gì chị cũng không biết nữa. Thế nó xấu quá. Xấu thì nó xấu. Chị thấy cũng được mà. Em mèo này thì đẹp hơn. Còn em Doraemon này á thì hơi xấu một chút xíu thôi. Tại vì chị phối màu chưa đẹp. Tính ra là cái màu đỏ này nó không hợp ở trong cái vị trí này đúng không anh Tiểu Thư? Đúng vậy. Nhìn nó kỳ cục ghê luôn á. Nhìn nó giống kiểu Doraemon bị chảy máu miệng ấy. Chị thấy rằng cái set này cũng rất là dễ không, chơi. Không, set này thì nếu mà anh nghĩ để lâu ấy, để càng lâu thì sẽ càng đẹp ấy. Thậm chí khi mà mình bóp cái hạt nở càng nhuyễn á thì nó lại càng đẹp hơn đấy anh Tiểu Thúi. Thấy xinh không? Sau khi làm xong thì chị thấy rằng nó còn dư quá là nhiều hạt nở như thế này. Nếu không chơi hết thì các em có thể đậy lại để lần sau chơi tiếp nhá. Nhưng mà hết cái lọ này rồi. Thế thì lại mua hàng tiếp. Nhưng mà khi mua hàng thì chị sẽ bán riêng cái set này. À, bán riêng đúng luôn hả? Không cần phải hạt nở nữa. Đó là đối với những bạn đã từng mua hàng. À, những đó bạn nào mà muốn chơi thêm ấy đúng chơi không? Chơi thêm mà dư nhiều hạt nở quá. Nhưng mà các em nhớ là hãy cố gắng phối màu đẹp đẹp như cái này để còn nguyện ước nó thành công nhá. Chứ còn phối màu kiểu này ấy thì anh nghĩ là nguyện ước thế nào thì cũng không linh. Ôi, anh Tiểu Túi. Trời ơi. Nếu như mà bạn nào thích những set đồ chơi như thế này thì các em có thể bấm vào đường link bên dưới để mua hàng nhé. Yên tâm đi, lần này hàng nhiều lắm, không phải lo hết hàng như mấy lần trước đâu. Mà đợt này anh thấy là hàng cũng chất lượng mà cũng rẻ đấy. Có quá trời đồ mà chị Thơ chỉ bán có 120. 120.000 đúng rồi, đây còn rất là nhiều những cái này. Thậm chí túi zip và túi vắt keo vẫn còn luôn đó anh Hiểu Thúi. Wow. Chơi được vài lần luôn. Còn bây giờ video của chị đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các em thích này, hãy cho chị một like, đừng quên đăng ký và chia sẻ với mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các những video sau. Để mua hàng ở shop của chị Thơ thì rất đơn giản, có hai cách. Cách một là các em hãy vào Facebook tìm kiếm từ khóa Thơ Nguyễn Family Shop và bấm vào trang có hơn 300.000 người theo dõi này. Ở đây thì có những cái bài đăng cập nhật các mặt hàng rất là chi tiết. Chỉ cần nhắn tin cho shop thì các chị nhân viên sẽ hỗ trợ các em đặt hàng một cách dễ dàng. Còn bạn nào mà muốn nhanh chóng hơn thì có cách 2 đây. Chỉ cần vào Shopee tìm kiếm từ khóa Thơ Nguyễn Shop là dễ dàng tìm thấy rồi. Sau đấy thì chỉ cần bấm vào shop và xem các sản phẩm, ưng cái nào thì chọn mua cái đấy, cực kỳ dễ dàng luôn. Giá ở đây thì cũng hiển thị công khai nhé, nên là nếu mà được nhiều bạn ủng hộ thì chị Thơ sẽ nhập về đa dạng hơn các mặt hàng để bán phục vụ các em. Nên là các em hãy ủng hộ chị Thơ đi, mỗi người một tay thôi để giúp giải cứu chị Thơ nhá.